Trên đường Chu Mạnh Trinh, đoạn qua khu vực phố chợ Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, xảy ra tình trạng một số hộ dân chiếm dụng đất hành lang an toàn lưới điện 500 kV để sử dụng lều quán bán hàng và bãi để xe. Tình trạng trên xảy ra nhiều năm nay, các vi phạm chủ yếu là tập kết buôn bán vật liệu xây dựng, làm lều lán bán hàng và bãi để xe ô tô. Việc xây dựng lều quán dưới đường dây 500 kV rất nguy hiểm, có thể xảy ra sự cố dẫn đến ngừng cung cấp điện, đồng thời nguy hiểm cho tính mạng của người dân. Hiện có 4 trường hợp vi phạm và diện tích đất các hộ chiếm dụng là đất đã được thu hồi nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện. Để đảm bảo cho hệ thống lưới điện hoạt động an toàn, ổn định, liên tục, cần có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị tại địa phương, đồng thời cần thực hiện chế tài xử phạt nặng hơn với những hộ dân vi phạm để mang tính răn đe. Bên cạnh đó, các ngành liên quan cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân để ngăn ngừa hiệu quả tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.